So come set me free. I'm feeling blue, falling apart. I fade to love, I'm counting to three. I keep beating loyal, falling apart. I fade to love. Oh, fade to love. Oh, so come set me free. Các nhân mình sẽ giới thiệu với tất cả anh em một chiếc xe đào gọi là một siêu phẩm. Chiếc xe này thì vừa rẻ vừa khỏe mà vừa đẹp, dùng anh em xài bền nữa. Nó là một chiếc xe đào IHI GX-3 dung tích 0175 cho quý anh em về có thể xài khúc móng, khúc giường, khúc ao hay là khúc bờ hồ bờ kè gì đó vân vân. Hôm nay em cũng đã quay cái chiếc xe này một vài cái video dạo thì anh em cũng nhìn sơ qua được nó rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào những cái phần chi tiết của nó ha. Rồi ok, đây nó đây, thì nó là IHI IS35GX mà con này là GX3. Thì em sẽ đi từ đầu cần ha, cho tới gầu ghét, cho tới ti vọng, rồi tới dàn khung sườn của nó, ti lam rồi này nọ rồi các kiểu, rồi em mới đi vô sau bằng máy móc công tắc và bơm. Đây thì xe được nhập nguyên bản từ Nhật về,
gầu thì cũng còn đẹp. Con này gầu thì nó tầm khoảng chừng cỡ nó 6 tấc. Con này nó là 6 tấc ha, gầu nó 6 tấc, gầu 5 răng. Thì cái này để dùng mình cuốc tấc hay là cuốc móng nhẹ hay là cuốc ở địa hình hẹp gì đó, lên xe ben xe tải thì anh em có thể làm. Đây là bắt đầu từ chỗ cần của nó nè. Đó thì em có quay sơ dạo rồi. Bạc ếch gầu thì mình ở đây mình cũng đã canh chỉnh hết cho anh em rồi. Rồi anh em chỉ về việc là bơm mỡ mà xài thôi. Còn con này á, nó táp ở bên Nhật, nó đắp thêm để cho nó cứng. Em cũng để nguyên zin luôn. Tại vì nếu mà bây giờ em sơn lại á, thì nhiều anh em lên coi xe rồi có thể nói là con này sợ như cần nứt, cần gì đó rồi táp đắp lại. Thì em để nguyên zin luôn. Thì khi nào mà anh em có nhu cầu mà chốt xe xong á, thì em sẽ dặm lại cái màu trùng với màu đỏ của nó cho nó đẹp ha. Thì bây giờ hiện tại em để nguyên zin đó. Còn ti bọng đồ này nọ các kiểu thì nó cũng còn hết zin nó. Con này thì nó hồi trước em có con YHI 30GX rồi, GX3. Nhưng con này nó lớn hơn, nó dung tích 017502. Thì cái GX3 nó khác với GX1, GX2 á. Thì ba cái ti của nó nè, ti gầu, ti chỏ và ti nâng, thì ba cái ti của nó đều suông, nó giống như những con khác ha. Ti thì sơn zin theo xe hết, đầu trâu đầu bò léo gì cũng còn ok ha. Ti bọng thì còn cũng còn sáng đẹp. Cái này thì cũng có dấu đóng mở bên Nhật rồi, mở ra thay phốt rồi. Còn tất cả cái này thì mình cũng chưa có đóng tháo ra gì nhiều anh. Nước sơn zin thì đầy đủ. Lam bọng thì không có móp méo gì. Đó. Nước sơn zin ở bên trong vẫn còn. Đầu trâu đầu bò thì còn nước sơn zin theo xe khá đẹp. Xe này thì em cũng mua từ đấu giá ha. Cái bản này là bản đấu giá, thì nó có ghi là show đông mua the machine. Thì khi mà con xe này được đấu giá, được bán trực chốt cho khách hàng rồi, thì nó sẽ ghi những cái thông tin ở trên này như giờ giấc hoặc là số khung số khác, thì nó sẽ không cho là di chuyển xe này nữa. Và một cái phần list đánh giá ở trong này là nó sẽ là đánh giá tổng thể toàn bộ con xe là có hoạt động ok không. Đó. Nguyên bản của chiếc xe này thì nó vẫn là xích xô theo xe. Xích xô theo xe, dàn chắc khung sườn đồ thì nó cũng còn là nước sơn zin một phần ha. Nước sơn zin hết thì nó cũng chưa có một lỗ sét rỉ gì nhiều. Đó, thì đùi thì con này đùi cũng đùi nhông. Đùi hành tinh đó thì nó hai tầng. Đùi nhông hết. Bánh răng đồ cũng còn theo xe, và bánh phôn rồi ga lê đồ này nọ hết là cũng không có bị hư hỏng cả quả nào ạ. Này là nước sơn zin toàn bộ cả. Nước sơn zin hết. Nãy em có quay tổng thể cho anh em xem rồi. Đó. Phần những cái phần xét này thì xe nghĩa địa thì tất cả xe đều có hết, thì em cũng còn để nguyên. Em không có sơn xe lại. Khi nào đối với con xe này thì nước sơn như tầm này thì nó đã đẹp rồi. YHI 35GX. Mâm này nọ, chắc này nọ. Đó đây. Dàn nước sơn xin ở trong nó vẫn còn. Mâm thì cũng không có nhịp nhàng gì hết. Đây tem lách của nó đây anh em. 35GX3. 35GX3. Con này thì cũng được trang bị cái tay lấy nách. Tay lấy nách bơm bê tông. Máy thì máy Isuzu. Nhưng mà cái form này á, thì nó cái form YHI này thì nó hơi vuông, chứ nó không được giống như qua cái đời G á, thì nó sẽ là tròn, bo tròn nhiều hơn, nó nhiều góc cạnh đẹp hơn. Còn con này thì nói chung thì anh em làm thì làm ở ngoài cái địa hình mà rộng á, thì rất là sướng. Và cơ bản thì xe nghĩa địa về thì nói chung là tất cả đều là nguyên zin nguyên kiện hết, không có lai lô bất cứ một món đồ nào. Thì xe về thì mình cũng có rửa và canh bạc ắc, rồi chỉnh trang lại một số chỗ,
nhẹ nhàng. Còn riêng phần máy bơm, đùi, bọng, công tắc thì mình cũng chưa có động chạm gì. Để chút xíu nữa em sẽ đi phao vào ba phần chính, đó là máy, bơm và công tắc cho tất cả anh em xem. Ok, giờ mình chuẩn bị đi vô bắt đầu từ máy bơm. Ok, ta chuẩn bị đi vào phần chính của nó là bơm, máy rồi dàn công tắc. Hôm nay em sẽ mở cái nắp sàn của công tắc của chiếc này ra luôn để em review kỹ cho anh em xem. Đối với những cái con xe mà IHI 35GX này, đít vuông này á, thì anh em cũng biết là nó rất rộng, cho nên là tất cả những cái món đồ của nó, khi mà ví dụ bất cứ cái gì mà có hỏng hóc chút xíu thì nó có cái ưu điểm là dễ tháo dễ mở. Đây là cái phần tem lét của nó, thì nó cũng còn cảnh báo để mà chống tay vô quạt ha. Và khi máy quay thì anh em đừng có đụng tay vào thì nó có. Rồi ok, đây là động cơ Isuzu. Isuzu, con này là Isuzu 3KR2. Tất cả là bét. Rồi tất cả này nó ốc đầu ốc điếc là chưa có mở gì hết. Cái bô này nó cũng chưa xét, nó còn nước sơn của nó, nó còn rất là đẹp. Hồi nãy em có quay dạo quay kỹ vô rồi. Con này là máy Isuzu ha. Tất cả đều nguyên zin, chưa đụng chạm một cái cờ lê mỏ lết nào ở trong đó hết. Nếu mà anh em có thích thì những cái dòng này thì giá nó dễ mềm, dễ thở, anh em có thể mua về để mà đi làm thì rất ok. Con này nó cũng được trang bị cái bơm piston rồi, nó cũng khá là nhanh, cho nên là anh em thích chiếc xe này thì cứ liên hệ với em cơ giới cắt nhanh. Số điện thoại của em là 0909202459. Đây đây là cái bơm của nó nè. Bơm này là cái con bơm, cái bơm của con này á, con 35 này á, nó khác cái con 30. Con 30 á, thì cái bơm tròn, bơm trái bí. Còn cái con bơm này em thấy nó là nó bơm vuông, nhưng mà chiếc cái bơm này á, nó vẫn là nguyên zin nguyên bản hết, chưa đụng chạm con ốc nào trong đó hết. Thì nếu mà anh em cứ coi thì cứ lên kiểm tra ha. Xe thì em bảo đảm với quý anh em là chiếc xe này là cực kỳ đẹp và chưa động chạm gì, và tất cả đồ của nó là nguyên zin, không lai lô một bất cứ gì cả đó. Cao su chân máy đồ là cũng nổ êm hết, không có bể, không có lắc gì hết. Còn cái này á thì cái này anh em đựng cái bơm mỡ bò thì ta nhét rồi, có cái tay cầm vô đây ta nhét vô đây. Đó là cái bơm mỡ bò. Đó, xe thì em nói với anh em là cực kỳ đẹp. Nước sơn của Isuzu đặc trưng là sơn cái dàn lốc này là màu xanh, còn ở trên này là để nguyên. Đó là màu nhôm. Đấy. Ok, vậy thì bây giờ anh em chúng ta qua cái phần mà cái bộ điều phối van của nó. Thì đối với những cái con mà IHI mà GX3 á, thì nó sẽ có rùa thỏ thì cái chân nó ở đây. Nhưng mà do tại vì em tháo cái sàn để ra, em quay kỹ cho anh em coi cái bộ công tắc của nó. Nãy em cũng có quay dạo rồi. Đó, thì đó, đây là rùa thỏ còn hoạt động đầy đủ á. Nhìn nó rất là rộng á, dây nhựa đồ, các cái dây nhớt của nó thì nó rất rộng á. Đó, rất rộng, cho nên là dễ dàng tháo mở lắm. Bộ van điều phối công tắc nè là nguyên một màu nước sơn zin. Tất cả các cái van chỉnh này thì cũng chưa có động chạm cờ lê trong đó hết. Rồi tất cả là còn nguyên zin, chưa trầy chấp một nước sơn nào hết. Rồi, nguyên zin. Tay lái nắp, tay thủy lực ha. Tay thủy lực con này nó xài cũng ít giờ lắm, cho nên là đồ nó còn đẹp. Cái màu của nó này cũng còn nguyên bản nguyên zin của nó hết. Với lại IHI á, nhiều con á, người ta sẽ bên Nhật nó sẽ sơn lại màu xanh. Nó sơn lại màu xanh thì nước sơn đó thì nó sẽ phủ lại rồi, nó không đúng với lại của nó. Cho nên là con này thì cũng còn khá đẹp. Rồi Pico ok. Bây giờ em quay em nổ máy cái cho anh em nghe tiếng máy, chứ giờ chiều rồi lại cũng sắp mưa rồi. Chắc em
cái video thử thì thôi để anh em lên thử đi, chứ em thì cũng giống như những video trước thôi, em chỉ có thao tác một động tác. Để bây giờ em đề máy rồi em xuống em quay máy cho anh em nổ xem. Đây, con này thì mình cũng bật chìa khóa ngược cái cho nó xong cái chỗ quick glow á, thì khi nào cái đèn quick glow đó nó tắt thì mình đề một cái là nó dễ nổ đó. Xe ở mức chế độ guarantee thì em sẽ xuống em quay cho anh em xem cái em nghe tiếng máy của nó. Con này 3KR2 thì cái tiếng máy của nó nổ cực kỳ hay rồi, rất là êm, rất là giòn á. Đây, tiếng máy nó đang nổ. Không, động cơ thì em báo đám với anh em là chưa có một chút hơi thừa, máy nổ ga lăng tây nghe tiếng cực kỳ hay ha, cực kỳ êm và chắc. Máy đang nổ. Khi em tăng lên tí ga ha, ga lăng tây rồi, tăng lên tí ga. Con này á, thì cái khi mà ta xài ta sử dụng ta kết hợp cái động tác rất là nhanh nha, kết hợp động tác vào nó nhanh hơn. Còn như em cảm nhận em thấy á, thì cái con này á thì để guarantee chúng ta vẫn là hoạt động rất nhẹ nhàng và rất ok, mạnh khỏe đàng hoàng, cái hướng chuyển lái đồ bình thường hết. Nói chung là con xe này nó quá hoàn hảo rồi, cho nên thôi em không thử, thì em để em hẹn anh em lên trên này, nếu anh em nào có nhu cầu ưng ý thì cứ lên trực tiếp bãi của em, cơ giới cát ngăn từ cầu vượt Tân Vạn đi xuống, đi vô làng xe máy là gặp liền đó. Ok, tắt cái sàn cho rồi, nhưng mà thấy cũng nên thử một vài cái động tác để cho anh em nhìn tham khảo. Nhiều khi anh em coi cái YouTube cái video nhưng mà cũng không biết xe nó hoạt động thế nào, thì thôi em sẽ thử một vài động tác cho anh em xem đó. Xe đang nổ ở chế độ guarantee. Đây em thử thao tác thôi đó, em đang cầm guarantee. Mình ngồi ở trên này thì nghe cái cảm giác khi mà con xe nó chuẩn á, thì khi mình nâng lên bất kỳ một cái động tác nào á mà xe cái máy nó không đà thì cái xe đó nó còn hoạt động nó rất ok. Khi mà em mua chiếc xe này á thì cũng qua sàn đấu giá thì em cũng lựa xe để mà em mua, em tìm một chiếc xe đẹp nào đó về em làm, cũng để cho dễ mua bán và về anh em xài mình cũng yên tâm. Đây thì bây giờ guarantee em chỉ cần nâng nhẹ thôi là xe lên rồi. Guarantee thôi, em nâng một cái là xe nó chống lên hết mức và nó không bị đà máy và nó cũng không liệm, nó cũng không tắt máy. Thì em nâng lên cho anh em xem. Con này mình khi mình kết hợp động tác thì nó sẽ nhanh hơn nhiều đó. Rồi chống lan á, chống lan. Rồi bây giờ em dỡ lan lên, em cách chuyển hướng em quay cho anh em xem. Đây đi tới này, để dỡ cần lên nó đụng cái đường ra, đụng động chết luôn. Rất là nhẹ nhàng. Đây em chuyển hướng. Nhẹ nhàng. Nó khỏe.
Tại vì con xe mà nó chuẩn thì nó có nhiều cái điểm nó liên lạc với nhau, cho nên là nó xài rất là khỏe. Chỗ này nó hơi hẹp chứ không là em quay ba, em cho nó quay 360 độ cho anh em biết. Rồi, ok. Em cảm ơn tất cả anh em nha. Thì em cũng chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em trong cái thời gian qua đã ủng hộ cái kênh cơ giới YouTube Cát Nhân. Thì cũng qua đó thì cũng có nhiều anh em biết được và cũng liên hệ đến em, và cũng có nhiều cái để trao đổi, giao lưu kinh nghiệm với nhau. Và một số anh em thì cũng tin tưởng đã mua xe, thậm chí là mua xe không cần phải coi xe, mà em chỉ dọn dẹp sạch sẽ, rồi bảo dưỡng kỹ càng, anh em cặp rồi em sẽ chuyển xe đến về tới cái địa điểm của anh em tập kết, rồi anh em kiểm tra xe thì cũng có kiểm điểm. Thì ok, em chân thành cảm ơn tất cả anh em. Thì hôm nay em review cái chiếc xe này thì cũng mong được anh em ủng hộ và tiếp tục mua những chiếc xe ở bãi cơ giới Cát Nhân thì về sẽ xài bền, xài lâu và làm ăn mua bay phát đạt. Ok, em tạm biệt và chào tất cả anh em.